Sáng nay 19 tháng 3 tại Hà Nội, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam do Bộ Kế hoạch Đầu tư cùng với Ngân hàng Thế giới WB, Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC và Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam VBF tổ chức đã được diễn ra. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự diễn đàn. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam với chủ đề Cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh là cơ hội để Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tham mưu cho Chính phủ các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xanh bền vững, có cam kết, có lộ trình cụ thể, nâng cao trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp bên cạnh việc thực hiện đầu tư kinh doanh có hiệu quả, có trách nhiệm, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Việt Nam. Đặc biệt hơn, hội nghị lần này tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm thành lập và phát triển của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Trong suốt hành trình đó, diễn đàn đã luôn bám sát mục tiêu và nhiệm vụ là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan chính phủ Việt Nam. Thông qua diễn đàn, cộng đồng doanh nghiệp cũng đã phản biện đưa ra nhiều khuyến nghị có giá trị để hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, cũng như đồng hành cùng chính phủ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị các địa phương nâng ngay công suất 50% ở các mỏ cát đang khai thác, phục vụ thi công cao tốc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo kết quả khảo sát, trữ lượng cát san lấp hiện tại chỉ còn khoảng 37 triệu mét khối, đáp ứng khoảng 70% nhu cầu. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương lên biểu đồ nhu cầu vật liệu theo tiến độ dự án từ nay đến năm 2024, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương trước ngày 24 tháng 3 năm 2023. Đồng thời giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phải có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện thủ tục cấp phép mỏ vật liệu san lấp, nâng ngay công suất 50% ở các mỏ cát đang khai thác, cấp lại giấy phép khai thác các mỏ đã hết hạn, tạm thời đóng cửa theo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Dự án cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc có tổng mức đầu tư hơn 470 tỷ đồng, dự kiến sẽ khởi công vào tháng 4 năm 2023. Dự án gồm hai gói thầu xây lắp, Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng đã hoàn thành thẩm định thiết kế, dự toán 2/2 gói thầu, dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công trước ngày 10 tháng 4 và khởi công dự án trong tháng 4 năm 2023. Dự án cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc có tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 475 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thời gian thực hiện đến năm 2025. Tổng cục Thuế cho biết, thông báo doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục cập nhật căn cước công dân gắn chip cho người đại diện theo pháp luật trên đăng ký kinh doanh là giả mạo. Theo đó, Tổng cục Thuế không có chủ trương yêu cầu cũng như gửi email chậm nhất ngày 31 tháng 3 năm 2023. Doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục cập nhật căn cước công dân gắn chip cho người đại diện theo pháp luật trên đăng ký kinh doanh và có thu phí từ vài trăm đến vài triệu đồng. Tổng cục Thuế khẳng định đây là thông báo mạo danh, giả danh Tổng cục Thuế là hành vi trái pháp luật, lợi dụng danh nghĩa cơ quan thuế để trục lợi cá nhân, lừa đảo doanh nghiệp, gây tổn hại tới uy tín, hình ảnh của ngành thuế. Việt Nam nói chung và miền Trung Việt Nam nói riêng có rất nhiều điểm đến nổi bật và vô cùng hấp dẫn đối với khách du lịch Ấn Độ. Đây là nhận định được nhiều doanh nghiệp lữ hành Ấn Độ cho biết sau cuộc khảo sát thị trường Việt Nam vừa qua. Các doanh nghiệp lữ hành Ấn Độ đã tham gia chương trình Farm Trip Welcome to Vietnam, Farm Trip Đà Nẵng, Hội An, Huế, 394 Days do công ty BYS Travel phối hợp với Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và một số điểm đến của miền Trung Việt Nam tổ chức với sự tham gia của 20 đối tác lữ hành, cơ quan xúc tiến, báo chí, truyền thông Ấn Độ tới tham quan, khảo sát dịch vụ tại Đà Nẵng, Hội An, Huế. Trong chuyến tham quan, khảo sát này, đoàn được trải nghiệm thực tế tới các điểm du lịch nổi tiếng tại Đà Nẵng, Hội An, Huế như Ngũ Hành Sơn, Phố Cổ Hội An, Banna Hills, Cố Đô Huế, Chùa Thiên Mụ, cũng như tham quan khảo sát chất lượng các khách sạn, nhà hàng, đặc biệt là nhà hàng dành cho khách Ấn Độ. Hiện Ấn Độ là một trong hai quốc gia tỷ dân trên thế giới. Đây luôn là thị trường khách du lịch tiềm năng mà bất cứ quốc gia nào đều muốn hướng đến. Lượng du khách Ấn Độ đến Việt Nam năm 2022 đạt 137.900 lượt, xếp thứ 9 trong 10 thị trường gửi khách đến Việt Nam nhiều nhất. Tốc độ tăng trưởng khách đạt bình quân 45% một tháng. Từ tháng 7 năm 2022 trở đi, lượng khách Ấn Độ hàng tháng tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2019. Các tuyến phố đi bộ vào dịp cuối tuần là cần thiết với Hà Nội bởi thành phố vốn thiếu điểm vui chơi công cộng cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh số lượng, thủ đô cũng cần tăng sức hút cho các không gian đi bộ, nâng cao chất lượng kết nối không gian và các giá trị văn hóa nghệ thuật tại đây. Hiện tại, thành phố Hà Nội đang dẫn đầu xu hướng phát triển phố đi bộ trong không gian đô thị trên cả nước. Thời gian đầu, kinh tế đêm được đẩy mạnh và phát triển ở quận Hoàn Kiếm, diễn ra dưới nhiều hình thức
như không gian đi bộ của phố cổ và Hồ Gươm, chợ đêm Đồng Xuân, tuyến phố ẩm thực Hàng Buồm, Tạ Hiện và các cửa hàng tiện lợi, quán cà phê, quán bar. Sau đó thành phố giao sở, ngành phối hợp với quận, huyện và thị xã tổ chức các tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Thành Cổ Sơn Tây, Đào Ngọc Ngũ Xã và mới đây nhất là không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận. Có thể nói, chủ trương mở rộng phố đi bộ của Hà Nội là hoàn toàn phù hợp bởi khai thác được tối đa cảnh quan kiến trúc đường phố vốn có của thủ đô và tạo ra nhiều không gian công cộng cho người dân. Tuy nhiên, nhiều người dân và khách du lịch cho rằng các cơ quan quản lý cần sáng tạo, khai thác và phát triển thế mạnh đặc trưng của từng tuyến phố để thu hút người dân, rộng hơn là hút khách du lịch trong và ngoài nước, tăng giá trị du lịch cho thủ đô. Chiến lược phát triển của con phố này nó lại chưa có cụ thể, đặc biệt là ở cái phần mà tổ chức các cái sự kiện. Hy vọng là trong tương lai thì cái người phụ trách trong cái việc là xây dựng chiến lược cho khu phố này thì họ có thể kiểu phát triển thêm những cái tiết mục văn nghệ, gọi là chương trình văn nghệ hoặc là một cái hoạt động gì đấy nó mang tính kế hoạch hơn để có thể thu hút được nhiều du khách hơn biết đến con phố này. Điểm thu hút nhất thì chắc nó vẫn là cái sự lâu đời ạ. Ở phố đi bộ Hồ Gươm thì mình có thể tham quan được thêm rất là nhiều những địa điểm du lịch về văn hóa. Còn Trịnh Công Sơn và Ngũ Xã nó là những địa điểm phố đi bộ mới mở cho nên là cũng có sẽ ít thu hút những nhiều người ít biết đến hơn. Lên đây thì nó còn thu hút khách nước ngoài khi mà tìm đến Việt Nam thì đầu tiên em nghĩ chắc chắn họ vẫn luôn đi đến phố đi bộ Hồ Gươm. Những cái phố khác mà mở ra để trở thành phố đi bộ thì nó phải có sản phẩm đặc trưng. Thế còn thì đặc trưng ở đây nó đôi khi nó không phải là ẩm thực, bởi vì ẩm thực nó chỉ là một cái phần rất là nhỏ. Ai cũng ở phố đi bộ nào cũng có ẩm thực riêng của mình. Có thể thấy, thước đo quan trọng nhất để phố đi bộ thành công là nhu cầu của công chúng. Mục tiêu mở không gian đi bộ là thu hút du khách. Chỉ khi mô hình này trở nên hấp dẫn, đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch thì đó mới là sự thành công của phố đi bộ. Chính vì vậy, trước khi đưa một tuyến phố đi bộ vào khai thác, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các quận, huyện cần phải tính toán đến nhiều yếu tố. Đặc biệt là mỗi tuyến phố đi bộ phải tạo được những giá trị đặc sắc riêng. Cái phố đi bộ là nằm trong phố của đường phố, là có cuộc sống của người dân ở đó thì phải cân bằng các cái lợi ích của cái người dân đang sống ở đó, cái cuộc sống sinh kế của họ, thế rồi các cái cơ hội để mà những cái việc phố đi bộ ấy càng tiếp cận được nhiều cái hàm lượng văn hóa, cái hàm lượng nghệ thuật, tạo nên cái nơi chốn bản sắc của nó thì cái phố đi bộ nó mới phát triển một cách đúng nghĩa. Với hơn 8 triệu dân, Hà Nội rất cần những không gian đi bộ đúng nghĩa nhằm thỏa mãn nhu cầu thư giãn, giải trí, hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần. Nhưng việc các tuyến phố được đưa vào hoạt động một cách tràn lan không hiệu quả, thậm chí có những tuyến phố đi bộ đã rời khỏi tâm trí người dân và du khách, thì các cơ quan quản lý cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng làm sao để tạo cho không gian này có những đặc trưng, giá trị riêng, tránh tình trạng chạy theo trào lưu, số lượng. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn y dược quốc tế IMC ra đời năm 2003 với mục đích là chuyên tư vấn về lĩnh vực y dược, tư vấn hồ sơ pháp lý cho thuốc, tư vấn xây dựng dự án thuốc, trong đó có dự án xuất khẩu. Sau 20 năm nhờ liên tục sáng tạo đổi mới trong sản xuất mà doanh nghiệp đã không ngừng phát triển với hệ sinh thái 5 nhà máy và 5 doanh nghiệp liên kết cùng hàng nghìn cán bộ công nhân viên. IMC là doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng được bào chế từ thảo dược, nguyên liệu quý từ thiên nhiên kết hợp với công nghệ hiện đại. IMC không ngừng đưa ra thị trường những sản phẩm có hàm lượng giá trị chất xám cao được sàng lọc hun đúc qua nhiều thập kỷ, xây dựng bởi những nhà lãnh đạo có chuyên môn, đội ngũ nhân viên tâm huyết, gắn bó sâu sắc với nghề. 40 sản phẩm thực phẩm chức năng cao cấp là kết quả của 20 năm phát triển, góp phần hỗ trợ điều trị và phòng bệnh chủ động, cùng với các nguyên liệu độc quyền như Delta Immune hay Immune Gamma. IMC cũng liên tục ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại tiên tiến như công nghệ sinh học, công nghệ nano, công nghệ lượng tử vào khai thác tận dụng nguồn dược liệu tự nhiên trong nước. Tại buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, doanh nghiệp trao thưởng cho 12 sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2022, trong đó một giải nhất trị giá 30 triệu đồng cho dự án Microsoft 365 chống thất thoát tài liệu và tự động hóa quy trình sản xuất. Vì những đóng góp tiết kiệm chi phí nhân công nguyên nhiên vật liệu và tăng năng suất trong vận hành nhà máy, 10 năm gần đây,
doanh nghiệp đã trao phần thưởng cho hơn 100 sáng kiến, mang lại nhiều tỷ đồng cho doanh nghiệp. Những phần thưởng kịp thời này nhằm động viên cán bộ, công nhân viên phát huy sức sáng tạo để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển theo hướng đổi mới sáng tạo, đón vận hội mới sau đại dịch COVID-19. Chương trình tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Hôm qua, tại Diễn đàn Liên Hợp Quốc, Nga thông báo đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc thêm 60 ngày và nêu ra các điều kiện để nước này tiếp tục gia hạn thỏa thuận này sau ngày 18 tháng 5 năm 2023. Theo đó, phía Nga đưa ra yêu cầu phải kết nối ngân hàng Nga Rosenkosbank với hệ thống SWIFT, tiếp tục cung cấp máy móc nông nghiệp cho Nga, loại bỏ các hạn chế về bảo hiểm và tiếp cận cảng đối với các tàu chở hàng của Nga, nối lại công việc trên đường ống Amoniak Toliati-Odessa, gỡ bỏ phong tỏa các tài khoản và hoạt động tài chính của các công ty phân bón Nga. Vào ngày 22 tháng 7 năm ngoái, đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đã ký các thỏa thuận riêng với đại diện của Nga và Ukraine về việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua các cảng biển ở Biển Đen, bao gồm cả Odessa, cũng như hỗ trợ xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga. Thỏa thuận có hiệu lực đến ngày 18 tháng 11 năm 2022 và tự động gia hạn thêm 120 ngày nếu không có sự phản đối của bất kỳ bên nào. Sau khi thời hạn thứ hai hết hạn vào ngày 18 tháng 3, Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine Alexander Kubrakov đã tuyên bố thỏa thuận ngũ cốc được gia hạn thêm 120 ngày nữa, song phía Nga chỉ đồng ý gia hạn thêm 60 ngày, tức là đến ngày 18 tháng 5. Phía Nga chỉ đồng ý tiếp tục gia hạn sau ngày 18 tháng 5 nếu các bên liên quan đáp ứng các điều kiện mà Nga nêu ra. Một trận động đất mạnh 6,8 độ xảy ra hôm qua 18 tháng 3 đã làm rung chuyển miền nam Ecuador và nước láng giềng Peru. Tính đến chiều qua, thống kê cho thấy đã có 12 người thiệt mạng và hàng loạt nhà cửa, trường học và trung tâm y tế bị thiệt hại bởi trận động đất này. Theo cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ, độ sâu của trận động đất nằm cách thành phố Balao, tỉnh Guayas khoảng 10 km. Hình ảnh truyền hình ghi lại cho thấy cảnh đồ đạc trong một siêu thị nằm ngổn ngang sau động đất. Hiện chưa có sóng thần được ghi nhận sau sự cố thiên tai này. Đây là trận động đất mạnh được ghi nhận ở Ecuador sau 7 năm qua. Vào tháng 4 năm 2016, khu vực miền Bắc Ecuador cũng từng hứng chịu một trận động đất mạnh 7,8 độ, khiến 246 người thiệt mạng và khoảng 2.500 người khác bị thương. Để tránh gây đổ vỡ cho hệ thống ngân hàng và tài chính, nhà chức trách Thụy Sĩ đang chuẩn bị sử dụng các biện pháp khẩn cấp để đẩy nhanh quá trình tiếp quản của ngân hàng Credit Suisse. Ngân hàng lớn thứ hai của nước này hiện đang chịu nhiều áp lực sau sự sụp đổ của hai ngân hàng tại Mỹ. Theo tờ Thời báo Tài chính Financial Times, ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ là UBS đang trong quá trình đàm phán để mua lại toàn bộ hoặc một phần ngân hàng Credit Suisse. Ngân hàng UBS đang yêu cầu chính phủ Thụy Sĩ hỗ trợ khoảng 6 tỷ đô la Mỹ chi phí nếu ngân hàng này mua lại ngân hàng Credit Suisse. Credit Suisse, ngân hàng 167 tuổi ở Thụy Sĩ, đã rơi vào tình trạng hỗn loạn trong 2 năm gần đây. Ngân hàng được coi là một mắt xích yếu trong lĩnh vực ngân hàng do hàng loạt bê bối và chương trình tái cấu trúc lớn công bố hồi tháng 10 vừa qua. Giá trị domino sau sự sụp đổ của hai ngân hàng Silicon Valley và Signature của Mỹ, cùng với việc công bố báo cáo thường niên của ngân hàng Credit Suisse, trong đó chỉ ra những điểm yếu quan trọng trong việc kiểm soát nội bộ. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và đêm nay, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi. Riêng vùng núi Bắc Bộ, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trong cả nước chiều và đêm nay. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, chiều giảm mây trời nắng, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa nhỏ vài nơi, chiều giảm mây trời nắng, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu
vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, riêng miền Đông cao nhất 36 độ. Thành phố Hồ Chí Minh ít mây, trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội nhiều mây không mưa, chiều giảm mây, trời nắng, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Sáng nay 19 tháng 3 tại Hà Nội, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam do Bộ Kế hoạch Đầu tư cùng với Ngân hàng Thế giới WB, Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC và Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam VBF tổ chức đã được diễn ra. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự diễn đàn. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam với chủ đề Cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tham mưu cho Chính phủ các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xanh bền vững, có cam kết, có lộ trình cụ thể, nâng cao trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp bên cạnh việc thực hiện đầu tư kinh doanh có hiệu quả, có trách nhiệm, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Việt Nam. Đặc biệt hơn, hội nghị lần này tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm thành lập và phát triển của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Trong suốt hành trình đó, diễn đàn đã luôn bám sát mục tiêu và nhiệm vụ là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan chính phủ Việt Nam. Thông qua diễn đàn, cộng đồng doanh nghiệp cũng đã phản biện đưa ra nhiều khuyến nghị có giá trị để hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, cũng như đồng hành cùng chính phủ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị các địa phương nâng ngay công suất 50% ở các mỏ cát đang khai thác, phục vụ thi công cao tốc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo kết quả khảo sát, trữ lượng cát san lấp hiện tại chỉ còn khoảng 37 triệu mét khối, đáp ứng khoảng 70% nhu cầu. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương lên biểu đồ nhu cầu vật liệu theo tiến độ dự án từ nay đến năm 2024, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương trước ngày 24 tháng 3 năm 2023. Đồng thời giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phải có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện thủ tục cấp phép mỏ vật liệu san lấp, nâng ngay công suất 50% ở các mỏ cát đang khai thác, cấp lại giấy phép khai thác các mỏ đã hết hạn, tạm thời đóng cửa theo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Dự án cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc có tổng mức đầu tư hơn 470 tỷ đồng, dự kiến sẽ khởi công vào tháng 4 năm 2023. Dự án gồm hai gói thầu xây lắp, Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng đã hoàn thành thẩm định thiết kế, dự toán 2 trên 2 gói thầu, dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công trước ngày 10 tháng 4 và khởi công dự án trong tháng 4 năm 2023. Dự án cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc có tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 475 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thời gian thực hiện đến năm 2025. Tổng cục Thuế cho biết, thông báo doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục cập nhật căn cước công dân gắn chip cho người đại diện theo pháp luật trên đăng ký kinh doanh là giả mạo. Theo đó, Tổng cục Thuế không có chủ trương yêu cầu cũng như gửi email chậm nhất ngày 31 tháng 3 năm 2023. Doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục cập nhật căn cước công dân gắn chip cho người đại diện theo pháp luật trên đăng ký kinh doanh và có thu phí từ vài trăm đến vài triệu đồng. Tổng cục Thuế khẳng định đây là thông báo mạo danh, giả danh Tổng cục Thuế là hành vi trái pháp luật, lợi dụng danh nghĩa cơ quan thuế để trục lợi cá nhân, lừa đảo doanh nghiệp, gây tổn hại tới uy tín, hình ảnh của ngành thuế. Việt Nam nói chung và miền Trung Việt Nam nói riêng có rất nhiều điểm đến nổi bật và vô cùng hấp dẫn đối với khách du lịch Ấn Độ. Đây là nhận định được nhiều doanh nghiệp lữ hành Ấn Độ cho biết sau cuộc khảo sát thị trường Việt Nam vừa qua. Các doanh nghiệp lữ hành Ấn Độ đã tham gia chương trình Farm Trip Welcome to Vietnam, Farm Trip Đà Nẵng, Hội An, Huế, 394 Days do công ty BYS Travel phối hợp với Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và một số điểm đến của miền Trung Việt Nam tổ chức với sự tham gia của 20 đối tác lữ hành, cơ quan xúc tiến, báo chí, truyền thông Ấn Độ tới tham quan, khảo sát dịch vụ tại Đà Nẵng, Hội An, Huế. Trong chuyến tham quan, khảo sát này, đoàn được trải nghiệm thực tế tới các điểm du lịch nổi tiếng tại Đà Nẵng, Hội An, Huế như Ngũ Hành Sơn, Phố Cổ Hội An, Banna Hills, Cố Đô Huế, Chùa Thiên Mụ, cũng như tham quan khảo sát chất lượng các khách sạn, nhà hàng, đặc biệt là nhà hàng dành cho khách Ấn Độ. Hiện Ấn Độ là một trong hai quốc gia tỷ dân trên thế giới. Đây luôn là thị trường khách du lịch tiềm năng mà bất cứ quốc gia nào đều muốn hướng đến. Lượng du khách Ấn Độ đến Việt Nam năm 2022 đạt 137.900 lượt,
xếp thứ 9 trong 10 thị trường gửi khách đến Việt Nam nhiều nhất. Tốc độ tăng trưởng khách đạt bình quân 45% một tháng. Từ tháng 7 năm 2022 trở đi, lượng khách Ấn Độ hàng tháng tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2019. Các tuyến phố đi bộ vào dịp cuối tuần là cần thiết với Hà Nội bởi thành phố vốn thiếu điểm vui chơi công cộng cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh số lượng, thủ đô cũng cần tăng sức hút cho các không gian đi bộ, nâng cao chất lượng kết nối không gian và các giá trị văn hóa nghệ thuật tại đây. Hiện tại, thành phố Hà Nội đang dẫn đầu xu hướng phát triển phố đi bộ trong không gian đô thị trên cả nước. Thời gian đầu, kinh tế đêm được đẩy mạnh và phát triển ở quận Hoàn Kiếm, diễn ra dưới nhiều hình thức như không gian đi bộ của phố cổ và Hồ Gươm, chợ đêm Đồng Xuân, tuyến phố ẩm thực Hàng Buồm, Tạ Hiện và các cửa hàng tiện lợi, quán cà phê, quán bar. Sau đó, thành phố giao sở, ngành phối hợp với quận, huyện và thị xã tổ chức các tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Thành Cổ Sơn Tây, Đào Ngọc Ngũ Xã và mới đây nhất là không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận. Có thể nói, chủ trương mở rộng phố đi bộ của Hà Nội là hoàn toàn phù hợp bởi khai thác được tối đa cảnh quan kiến trúc đường phố vốn có của thủ đô và tạo ra nhiều không gian công cộng cho người dân. Tuy nhiên, nhiều người dân và khách du lịch cho rằng các cơ quan quản lý cần sáng tạo, khai thác và phát triển thế mạnh đặc trưng của từng tuyến phố để thu hút người dân, rộng hơn là hút khách du lịch trong và ngoài nước, tăng giá trị du lịch cho thủ đô. Chiến lược phát triển của con phố này nó lại chưa có cụ thể, đặc biệt là ở cái phần mà tổ chức các cái sự kiện. Hy vọng là trong tương lai thì cái người phụ trách trong cái việc là xây dựng chiến lược cho khu phố này thì họ có thể kiểu phát triển thêm những cái tiết mục văn nghệ, có những cái buổi gọi là chương trình văn nghệ hoặc là một cái hoạt động gì đấy nó mang tính kế hoạch hơn để có thể thu hút được nhiều du khách hơn biết đến con phố này. Điểm thu hút nhất thì chắc đó, nó vẫn là cái sự lâu đời ạ. Ở phố đi bộ Hồ Gươm thì mình có thể tham quan được thêm rất là nhiều những địa điểm du lịch về văn hóa. Còn Trịnh Công Sơn và Ngũ Xã nó là những địa điểm phố đi bộ mới mở cho nên là cũng có sẽ ít thu hút những nhiều người ít biết đến hơn. Lên đây thì nó còn thu hút khách nước ngoài khi mà tìm đến Việt Nam thì đầu tiên em nghĩ chắc chắn họ vẫn luôn đi đến phố đi bộ Hồ Gươm. Những cái phố khác mà mở ra để trở thành phố đi bộ thì nó phải có sản phẩm đặc trưng. Thế còn thì đặc trưng ở đây nó đôi khi nó không phải là ẩm thực, bởi vì ẩm thực nó chỉ là một cái phần rất là nhỏ. Ai cũng ở phố đi bộ nào cũng có ẩm thực riêng của mình. Có thể thấy, thước đo quan trọng nhất để phố đi bộ thành công là nhu cầu của công chúng. Mục tiêu mở không gian đi bộ là thu hút du khách. Chỉ khi mô hình này trở nên hấp dẫn, đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch thì đó mới là sự thành công của phố đi bộ. Chính vì vậy, trước khi đưa một tuyến phố đi bộ vào khai thác, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các quận, huyện cần phải tính toán đến nhiều yếu tố. Đặc biệt là mỗi tuyến phố đi bộ phải tạo được những giá trị đặc sắc riêng. Cái phố đi bộ là nằm trong phố của đường phố, là có cuộc sống của người dân ở đó thì phải cân bằng các cái lợi ích của cái người dân đang sống ở đó, cái cuộc sống sinh kế của họ, thế rồi các cái cơ hội để mà những cái việc phố đi bộ ấy càng tiếp cận được nhiều cái hàm lượng văn hóa, cái hàm lượng nghệ thuật, tạo nên cái nơi chốn bản sắc của nó thì cái phố đi bộ nó mới phát triển một cách đúng nghĩa. Với hơn 8 triệu dân, Hà Nội rất cần những không gian đi bộ đúng nghĩa nhằm thỏa mãn nhu cầu thư giãn, giải trí, hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần. Nhưng việc các tuyến phố được đưa vào hoạt động một cách tràn lan không hiệu quả, thậm chí có những tuyến phố đi bộ đã rời khỏi tâm trí người dân và du khách, thì các cơ quan quản lý cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, làm sao để tạo cho không gian này có những đặc trưng, giá trị riêng, tránh tình trạng chạy theo trào lưu, số lượng. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn y dược quốc tế IMC ra đời năm 2003 với mục đích là chuyên tư vấn về lĩnh vực y dược, tư vấn hồ sơ pháp lý cho thuốc, tư vấn xây dựng dự án thuốc, trong đó có dự án xuất khẩu. Sau 20 năm nhờ liên tục sáng tạo đổi mới trong sản xuất mà doanh nghiệp đã không ngừng phát triển với hệ sinh thái 5 nhà máy và 5 doanh nghiệp liên kết cùng hàng nghìn cán bộ công nhân viên. IMC là doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng được bào chế từ thảo dược, nguyên liệu quý từ thiên nhiên kết hợp với công nghệ hiện đại. IMC không ngừng đưa ra thị trường những sản phẩm có hàm lượng giá trị chất xám cao được sàng lọc hun đúc qua nhiều thập kỷ, xây dựng bởi những nhà lãnh đạo có chuyên môn, đội ngũ nhân viên tâm huyết, gắn bó sâu sắc với nghề. 40 sản phẩm thực phẩm chức năng cao cấp là kết quả của 20 năm phát triển, góp phần hỗ trợ điều trị và phòng bệnh chủ động, cùng với các nguyên liệu độc quyền như Delta Immune hay Immune Gamma.
IMC cũng liên tục ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại tiên tiến như công nghệ sinh học, công nghệ nano, công nghệ lượng tử vào khai thác tận dụng nguồn dược liệu tự nhiên trong nước. Tại buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, doanh nghiệp trao thưởng cho 12 sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2022, trong đó một giải nhất trị giá 30 triệu đồng cho dự án Microsoft 365 chống thất thoát tài liệu và tự động hóa quy trình sản xuất, vì những đóng góp tiết kiệm chi phí nhân công nguyên nhiên vật liệu và tăng năng suất trong vận hành nhà máy. 10 năm gần đây, doanh nghiệp đã trao phần thưởng cho hơn 100 sáng kiến, mang lại nhiều tỷ đồng cho doanh nghiệp. Những phần thưởng kịp thời này nhằm động viên cán bộ công nhân viên phát huy sức sáng tạo để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển theo hướng đổi mới sáng tạo, đón vận hội mới sau đại dịch COVID-19. Chương trình tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Hôm qua, tại Diễn đàn Liên Hợp Quốc, Nga thông báo đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc thêm 60 ngày và nêu ra các điều kiện để nước này tiếp tục gia hạn thỏa thuận này sau ngày 18 tháng 5 năm 2023. Theo đó, phía Nga đưa ra yêu cầu phải kết nối ngân hàng Nga Rosenkosbank với hệ thống SWIFT, tiếp tục cung cấp máy móc nông nghiệp cho Nga, loại bỏ các hạn chế về bảo hiểm và tiếp cận cảng đối với các tàu chở hàng của Nga, nối lại công việc trên đường ống Amoniak Toliati-Odessa, gỡ bỏ phong tỏa các tài khoản và hoạt động tài chính của các công ty phân bón Nga. Vào ngày 22 tháng 7 năm ngoái, đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đã ký các thỏa thuận riêng với đại diện của Nga và Ukraine về việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua các cảng biển ở Biển Đen, bao gồm cả Odessa, cũng như hỗ trợ xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga. Thỏa thuận có hiệu lực đến ngày 18 tháng 11 năm 2022 và tự động gia hạn thêm 120 ngày nếu không có sự phản đối của bất kỳ bên nào. Sau khi thời hạn thứ hai hết hạn vào ngày 18 tháng 3, Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine Alexander Kubrakov đã tuyên bố thỏa thuận ngũ cốc được gia hạn thêm 120 ngày nữa, song phía Nga chỉ đồng ý gia hạn thêm 60 ngày, tức là đến ngày 18 tháng 5. Phía Nga chỉ đồng ý tiếp tục gia hạn sau ngày 18 tháng 5 nếu các bên liên quan đáp ứng các điều kiện mà Nga nêu ra. Một trận động đất mạnh 6,8 độ xảy ra hôm qua 18 tháng 3 đã làm rung chuyển miền nam Ecuador và nước láng giềng Peru. Tính đến chiều qua, thống kê cho thấy đã có 12 người thiệt mạng và hàng loạt nhà cửa, trường học và trung tâm y tế bị thiệt hại bởi trận động đất này. Theo cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ, độ sâu của trận động đất nằm cách thành phố Balao, tỉnh Guayas khoảng 10 km. Hình ảnh truyền hình ghi lại cho thấy cảnh đồ đạc trong một siêu thị nằm ngổn ngang sau động đất. Hiện chưa có sóng thần được ghi nhận sau sự cố thiên tai này. Đây là trận động đất mạnh được ghi nhận ở Ecuador sau 7 năm qua. Vào tháng 4 năm 2016, khu vực miền Bắc Ecuador cũng từng hứng chịu một trận động đất mạnh 7,8 độ, khiến 246 người thiệt mạng và khoảng 2.500 người khác bị thương. Để tránh gây đổ vỡ cho hệ thống ngân hàng và tài chính, nhà chức trách Thụy Sĩ đang chuẩn bị sử dụng các biện pháp khẩn cấp để đẩy nhanh quá trình tiếp quản của ngân hàng Credit Suisse. Ngân hàng lớn thứ hai của nước này hiện đang chịu nhiều áp lực sau sự sụp đổ của hai ngân hàng tại Mỹ. Theo tờ Thời báo Tài chính Financial Times, ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ là UBS đang trong quá trình đàm phán để mua lại toàn bộ hoặc một phần ngân hàng Credit Suisse. Ngân hàng UBS đang yêu cầu chính phủ Thụy Sĩ hỗ trợ khoảng 6 tỷ đô la Mỹ chi phí nếu ngân hàng này mua lại ngân hàng Credit Suisse. Credit Suisse, ngân hàng 167 tuổi ở Thụy Sĩ, đã rơi vào tình trạng hỗn loạn trong 2 năm gần đây. Ngân hàng được coi là một mắt xích yếu trong lĩnh vực ngân hàng do hàng loạt bê bối và chương trình tái cấu trúc lớn công bố hồi tháng 10 vừa qua. Giá trị domino sau sự sụp đổ của hai ngân hàng Silicon Valley và Signature của Mỹ, cùng với việc công bố báo cáo thường niên của ngân hàng Credit Suisse, trong đó chỉ ra những điểm yếu quan trọng trong việc kiểm soát nội bộ. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và đêm nay, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi. Riêng vùng núi Bắc Bộ, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trong cả nước chiều và đêm nay. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, chiều giảm mây trời nắng, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ,
vùng núi có nơi dưới 19 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa nhỏ vài nơi, chiều giảm mây, trời nắng, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, riêng miền Đông cao nhất 36 độ. Thành phố Hồ Chí Minh ít mây, trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội nhiều mây không mưa, chiều giảm mây, trời nắng, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ.